Đại biểu Hà Sĩ Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết hướng xử lý đối với hai tình huống thực tế đang diễn ra về mặt bằng lãi suất quốc tế đang và sẽ tiếp tục gia tăng, và việc Ngân hàng Nhà nước buộc phải kiểm soát tổng phương tiện thanh toán cho nền kinh tế, chủ yếu thông qua việc triệt van tín dụng cấp vốn cho nền kinh tế, đồng thời là được yêu cầu nới hạn mức tín dụng cho các ngân hàng thương mại để triển khai nhân gói hỗ trợ lãi suất cho vay theo Nghị quyết 43. Giải pháp của Thống đốc để đạt được mọi mục tiêu trên. Đại biểu Hồ Thị Minh, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh đặt câu hỏi chất vấn đến Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể về những bất cập của dự án đường tránh phía đông thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Tại phiên thảo luận ngày 1 tháng 6, vừa qua đại biểu Hà Sĩ Đông của tỉnh Quảng Trị đã phản ánh bất cập của dự án đường tránh phía đông thành phố Đông Hà, Quảng Trị. Tôi được biết khi cái dự án này triển khai thì đã có sự thỏa thuận giữa lãnh đạo tỉnh và Bộ Giao thông Vận tải. Tuy nhiên thì một thực tế là đến nay dự án vẫn còn dang dở. Chính vì vậy nên cử tri Quảng Trị gửi đến Bộ trưởng với tư cách là đơn vị chủ đầu tư và tư lệnh ngành. Xin Bộ trưởng cho biết giải pháp đầu tư 4,2 km còn lại để nối tuyến thông đường tránh giảm áp lực cho giao thông trên thành phố Đông Hà, cũng như là tránh những cái hệ lụy hết sức lớn cho người dân ở nơi đây. Xin cảm ơn Bộ trưởng. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã tiếp thu ý kiến này và sẽ phối hợp với Quảng Trị để nghiên cứu hoàn thành xong đoạn đường 13 km, rồi sẽ tiếp tục thu xếp để làm đoạn 4,3 km còn lại này.